Xin chào các bạn. Trong video trước, mình đã hướng dẫn các bạn tận dụng chiếc động cơ DC trong máy sấy tóc hỏng để làm một cái khoan mini cầm tay. Các bạn có thể xem lại video bằng liên kết phía trên hoặc đường link dưới phần mô tả video này. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chế một cái mỏ hàn mini từ dây mai so có trong máy sấy tóc. Sau khi đã tháo được vỏ của máy sấy tóc ra thì các bạn sẽ nhìn thấy những sợi dây kim loại được uốn như những chiếc lò xo và được cuốn trên một lõi bằng giấy cách nhiệt. Đó chính là thứ mà chúng ta cần trong lần này. Hãy cắt rời chúng ra bằng kim. Nhẹ nhàng lấy được những đoạn dây kim loại đó ra. Tiếp đến trên phần lõi bằng giấy cách nhiệt đó có một đoạn dây màu trắng. Nó được gọi là gang cách điện sợi thủy tinh. Nó có tác dụng vừa cách điện, vừa có thể chịu được nhiệt độ cao. Ta sẽ tận dụng lại nó nên hãy giữ nó lại. Với đoạn dây lò xo kia, hãy uốn thẳng nó ra, đo và cắt lấy một đoạn ngắn khoảng 5cm. Không nên lấy dài quá vì khi sử dụng nó sẽ không hiệu quả. Một đoạn dây mai xo dài 5cm và một ống gang cách điện sẽ được tận dụng lại cho lần này. Hãy chuẩn bị thêm một số vật liệu khác như sau. Một đoạn ống nhựa phi 21 dài 11cm. Một viên pin lithium 4,2V đã được sạc đầy. 6cm dây đồng loại 2mm. Hai cái này dùng để làm đế pin. Một góc của bản mạch điện tử không có linh kiện, một miếng nhựa được làm phẳng từ ống nhựa PVC, một cái nút nhấn. Đoạn dây mai so vừa lấy ra được từ máy sấy tóc hỏng và hai đoạn dây cách điện sợi thủy tinh. Cuối cùng, không thể thiếu là hai đoạn dây điện với hai màu khác nhau. Đầu tiên hãy lấy đoạn ống nhựa phi 21 đặt lên miếng nhựa phẳng để lấy dấu, một hình tròn vừa bằng với lòng trong của ống nhựa. Dùng kéo cắt lấy hình tròn đó. Tiếp tục cắt thêm một miếng nữa để được hai miếng giống nhau. Với miếng nhựa màu vàng chuẩn bị lúc đầu, cũng cắt thành một hình tròn giống với hai cái trước đó. Ta hàn hai đoạn dây điện vào hai đầu của đế pin như này. Màu trắng hàn vào phần dạc, màu đen còn lại hàn vào phần đế có lò xo. Rồi tiếp tục gắn chúng lên hai miếng nhựa hình tròn như thế này. Đến với phần ống nhựa phi 21, ta dùng viên pin lithium đặt song song với nó để xác định chiều dài của viên pin, đánh dấu lại và vẽ một đường vòng cung theo đường cong của ống nhựa. Tiếp tục dùng thước thẳng nối hai điểm đầu của hai dấu đáy lại với nhau để được một vòng kính. Phần này sẽ phải bị loại bỏ, hãy dùng cưa để cưa bỏ phần đánh dấu ít đi nhé. Phần ống nhựa sau khi đã được cưa bớt một phần sẽ nhìn như thế này. Lấy hai miếng nhựa hình tròn đã gắn sẵn để pin trên đó vào hai đầu của đoạn ống nhựa bị cưa. Hãy cắt vát một phần của miếng nhựa này để dây điện có thể đi qua được nhé. Tiếp tục đến với phần nút nhấn. Xác định điểm cần đặt nó trên thân ống nhựa, tạo một lỗ hình vuông vừa bằng với vút nhấn. Từ lỗ hình vuông vừa tạo được đó, lấy ra một đoạn dây điện, cắt đôi đoạn dây điện đó ra ngay tại điểm giữa và hàn nối tiếp nút nhấn vào hai đầu dây vừa cắt. Hàn được nút nhấn vào như này rồi thì nhét nó vào lại bên trong và dùng keo gắn cố định lại nhé. Đến với đoạn dây đồng 2mm, dùng ống gang cách điện luồn vào, sao cho để hở đầu dây đồng ra một chút như thế này. Lấy dây mai xo ra cuốn chặt lên phần gang cách điện đó tầm 3 đến 5 vòng. Lột vỏ nhựa của dây điện một đoạn dài như này và luồn ống gang cách điện vào đó. Ống gang này sẽ có tác dụng cách điện và cách nhiệt, trong khi dùng vỏ nhựa nó sẽ bị cháy do nhiệt độ quá cao.
Kết nối dây điện này với một đầu của dây mài sẽ như thế này. Với đầu còn lại của dây mai so, ta không nhất thiết phải bọc gang cách điện vì đoạn dây này sẽ không phải nằm trong vùng làm việc của dây mai so. Gắn toàn bộ cụm này lên miếng nhựa hình tròn có màu vàng. Việc sử dụng miếng nhựa dùng để chế tạo mạch điện tử này là vì nó sẽ khó bị nóng chảy do nhiệt độ cao. Giờ thì chỉ việc kết nối hai đầu dây điện có cùng màu lại với nhau và gắn nó lên đầu của ống nhựa là xong. Gắn viên pin lithium 4,2V vào và test thử sức mạnh của nó thôi. Nhấn giữ công tắc một lúc các bạn sẽ thấy nó bốc khói ở phần đầu do nhiệt độ do dây mài so tạo ra đang đốt cháy phần nhựa của gang cách nhiệt. Đừng lo, nó sẽ hết ngay thôi. Đợi một lúc cho đầu đoạn dây đồng nóng lên là có thể hàn được rồi, nhiệt độ tạo ra cũng khá cao đấy. Cái này sẽ giúp các bạn làm việc trong những lúc mất điện vì nó sử dụng pin và có thể sạc lại nhiều lần. Nó cũng nhỏ gọn và có thể mang theo rất tiện lợi. Vậy là video này, mình đã hướng dẫn các bạn cách chế một cái mỏ hàn cầm tay mini từ việc tái chế một chiếc máy sấy tóc hỏng. Vẫn còn nhiều ý tưởng từ chiếc máy sấy tóc này. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được thông báo khi mình có video mới nha. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công với ý tưởng này.